Còn ít 4S với 5C anh em nào làm ới em nhá. Còn có ít thôi ạ. Em xả lốt lô này, hàng là chuẩn bị về lô khai anh em ơi. 5C còn ít nhá anh, còn hơn chục cây thôi. Hơn chục cây anh em nào làm nốt thì inbox em nhá. Máy đẹp lắm anh em ơi. Máy gần đẹp như mới nhá. 5C gần hết rồi anh em nhá. Hàng rất đẹp anh em ạ. Em còn ít em xả hàng nốt nhá, về nô khác. 4S 5C anh em nhá. Loại 16GB anh em nhá. Năm C còn ít nhá, anh em nào làm nốt thì inbox em nhá. Em xả nốt lô. Máy đẹp gần như mới nhá. Đẹp gần như mới anh em ơi. Máy 16GB nhá. Em còn một ít em xả hàng nốt nhá, anh em nào lấy xỉ inbox em nhá. 4S 15C. 5C 4 màu nhá, xanh lá vàng, xanh dương mới đỏ nhá. Còn hơn chục cây đó anh em nào làm nốt thì inbox em. Còn cả 4S nhá. 4S 2 màu đen trắng. Dòng này nó chỉ cao hơn cục gạch, nó cao hơn cục gạch một chút thôi. Máy cực kỳ bền luôn anh em, cầm chắc. Hàng này về bán anh em bán ra dễ nhá. Em còn nốt một ít em xả hàng nốt nhá. Anh em nào lấy số lượng thì inbox em nhá. Em xả lốt cái lô này mấy hôm nữa nó lại về lô khác. Năm C 4 màu anh em nhá. Xanh lá vàng, xanh dương mới lại đỏ. 4S 16. 5C 16GB. Anh em nào làm nốt nô inbox em nhé. Chào anh em nhé.